Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các thượng đế. Buổi trưa ngày 24 tháng 6 năm 2023. Xin thưa với lại các thượng đế, có một cái vấn đề mà báo cáo với các thượng đế, chắc rằng là các thượng đế sẽ hoan nghênh. Cái vấn đề đó chuẩn không cần phải chỉnh nữa. Đó là gì ạ? Đó là hàng có bán được hay không bán được, đài có bán được hay không bán được, băng cassette thì có hàng nghìn cuốn mà có bán được hay không bán được. Thế nhưng cơm cứ phải ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày nhá. Đấy, bán được cũng thế, bán được cũng cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày, mà không bán được cũng cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày. Đấy chứ còn bây giờ thì đương nhiên là từ sáng giờ đã bán được một chiếc đài rồi, thì có những ngày bán 5-6 chiếc đài. Thế nhưng như những ngày bán được nhiều chiếc đài như vậy cũng chỉ ăn có ba bữa thôi nha. Vì nhà văn Tô Hoài đã miêu tả lại rằng: bởi tôi ăn uống có điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm nha. Đấy, chứ không phải bán được nhiều đài mà ăn cho nó đẫy cái diều đâu nha. Ăn ăn uống có điều độ và làm việc có chừng mực. Đấy, thế nhưng nghe đài thì nghe suốt ngày được, nghe suốt ngày trừ lúc mất điện thì phải chịu đấy, chứ còn điện là còn nghe. Thế là có những thượng đế mất điện rồi lại ra chỗ cửa hàng bán đồ điện để mua pin về để nghe. Đấy, vấn đề là nó ở cái chỗ đấy nha. Mất điện rồi vẫn có cách để ta nghe đài. Và bây giờ xin thưa với lại các thượng đế, mình thực hiện test hoạt động của chiếc đài đồng hương với lại bật ma ôn. Chiếc đài này chỉ có để nghe radio thôi. Chiếc đài này ăn điện 220V. Mình cung cấp với một mức thóc đã được phần mềm chuyển đổi sang tiền Việt cho nó dễ, đó là 150.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Đã được một người thượng đế ở địa chỉ số nhà 30 thôn Hoàng Thượng, xã Hoàng Đông, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, ngài đã Trần Văn Chốt, và ngài cũng đã chuyển thóc cho mình rồi. Biểu dương ngài một lần nữa, trân trọng cảm ơn các thượng đế khắp ba miền Bắc Trung Nam đã gửi chọn niềm tin vào nơi mình, và đó cũng là sự thông tuệ. Xin chúc mừng. Đài này chỉ có nghe radio đây. Đây này, tuner này. Khách du lịch đến để tham quan, thưởng thức được các món ăn đặc sản tại Hà Long. Tuyến phố đi bộ Bài Thơ đưa vào khai thác sẽ có phần đa dạng hóa các sản phẩm. Đây là volume to nhỏ này. Và du khách có thêm một điểm đến với không gian văn hóa mới, trải nghiệm các dịch vụ bên bờ di sản vịnh Hạ Long dịp cuối tuần. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần kích cầu du lịch, giúp Quảng Ninh đạt 15 triệu lượt khách trong năm 2023. Sáng nay, hơn 3.000 sinh viên tình nguyện tại thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia lễ ra quân tiếp sức mùa thi. Đây là năm thứ 27 hoạt động này được thực hiện nhằm hỗ trợ cho các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tin của Vũ Hường, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai giai đoạn trước, trong và sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tháng 4 năm 2023. Chương trình gồm các hoạt động chính là tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tâm lý mùa thi, hỗ trợ thí sinh, người thí sinh trong kỳ thi tại các điểm thi và các điểm nút giao thông trọng yếu, hỗ trợ thí sinh, các tuyển viên tại các trường, hướng dẫn hỗ trợ tân sinh viên nhập học. Tại 156 điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hồ Chí Minh, sinh viên tình nguyện có mặt xuyên suốt để hỗ trợ thí sinh, góp phần điều tiết giao thông tại các giao lộ gần điểm. Các nút giao thông trọng yếu đảm bảo an ninh trật tự. Điểm mới của năm nay là hoạt động hỗ trợ trực tiếp đưa thêm một số nội dung phù hợp hơn với độ tuổi. Với phát triển bền vững và hội nhập chưa được quan tâm. Đang test bằng sóng AM đấy. Về hoạt động bảo vệ các giá trị di sản văn hóa. Đấy. AM này. Chuyển sang FM nhé. Đấy. Đây này. Đang để bằng sóng FM này. Thì trong quá trình test băng sóng FM mà gặp cái đài phát nào mà người ta phát chương trình ca nhạc, vẫn biết chương trình ca nhạc là rất chi là hay nhá. Thế nhưng mà để nghe bài hát ấy thì lại phạt vào bản quyền, thì lại hỏng hết bánh kẹo. Mong các thượng đế cũng thông văn cảm cho. Nên là nó quá thô sơ, rất là nhiều những điểm bất cập. Cái trình độ áp dụng công nghệ nó không có. Thế thì cái thiết bị và công nghệ sấy của chúng tôi đó là nó giải được coi như là một phần lớn cái yêu cầu chế biến các cái sản phẩm nông nghiệp. Tôi lấy một cái ví dụ để cho mọi người có thể hình dung như thế này. Đó là cái
Đấy, hát là không được rồi. Qua lớp tập huấn sẽ góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ công chức văn hóa xã, các đơn vị, hộ kinh doanh du lịch tại địa phương về công tác quản lý văn hóa ở cơ sở, trang bị kiến thức cơ bản để tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch ở địa phương, đồng thời nâng cao ý thức, niềm tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số. Nổi lên hiện nay thường xuyên được xã hội quan tâm đó là vấn đề xâm hại trẻ em và tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước. Hiện nay các con số thống kê qua Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ 111 giai đoạn 2022 so với 2021, các cái số vụ bạo lực đối với trẻ em nó có xu hướng tăng lên. Đặc biệt thực tế cho thấy dân tộc nói chung, âm nhạc cổ truyền dân tộc nói riêng đã và đang bị tác động rất lớn bởi cơ chế thị trường. Nhiều loại hình âm nhạc cổ truyền đang mờ dần bản sắc, thưa vắng người nghe, người xem. Một bộ phận lớp trẻ chỉ quan tâm đến nhạc thương mại, nhạc nước ngoài mà quay lưng với âm nhạc dân tộc. Các loại hình âm nhạc đặc sắc như là nhã nhạc cung đình Huế, cồng chiêng Tây Nguyên, quan họ, ca trù, hát xoan dù đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại nhưng hiện vẫn sống lay lắt vì ít người xem. Bây giờ ca trù này có đi được các cái hội điện thôi, không mấy người ta học. Có hơn 120 cuộc gọi tư vấn và 4 ca kết nối can thiệp cho trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng. Đại tá Nguyễn Hồng Quân, trưởng phòng 7, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an. Gọi là mới hẳn thì nó cũng không phải là mới hẳn. Thực sự thì cái bài mát sắp đã em cũng rất là thích. Rồi. Bắt được đủ đài luôn nhé, rất nhiều đài luôn đấy. Nhưng mà hát là không để được. Đấy, hát là không để được. Đấy, hát là không để được. Đấy, hát. Nó có một cách xử lý rất riêng, rất đặc trưng Phạm Khánh Hưng nhưng... Khởi tố bị can đối với cái đối tượng này. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an sáng nay xác nhận, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với 18 người về tội buôn lậu, 2 người về tội trốn thuế trong vụ án buôn lậu 3 tấn vàng xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý. Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay xác định, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa, chú huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng có tổng giá trị khoảng 5.000 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam để thu lời bất chính. Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định công ty về việc truyền dạy đờn ca tài tử cho thế hệ trẻ. Đối với cái việc mà truyền nghề thì Bạc Liêu cũng có những ca chỉ đạo rất là sát đối với những nghệ nhân. Khi mà các nghệ nhân này được vinh danh rồi cũng như được công nhận là nghệ nhân ưu tú sẽ được hưởng chế độ chính sách đặc thù. Và sau đó số 71 dạ Bến Tre, vậy là Bến Tre đi qua là Tiền Giang hả? À, Tiền Giang đúng rồi, số 3 là Tiền Giang. Có những cái thông tin giao thông mình đọc như sau, cái mình bị hơi bị rối rối tí xíu. Tin giả thử thách cầu Rạch Miễu hướng từ Bến Tre qua Tiền Giang, thưa quý vị, hiện tại đang kẹt xe khoảng là 2 km. Đây là chia sẻ đến từ tin ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Dự báo từ ngày 26 đến 27 tháng 6 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do và các vấn đề còn tồn tại vướng mắc trong cuộc sống của mỗi người. Câu chuyện truyền thanh phát sóng lúc 8 giờ 20 phút đến 8 giờ 40 phút thứ hai và phát lại 4 giờ 40 phút đến 5 giờ thứ tư hàng tuần sẽ luôn là người bạn đồng hành của quý vị. Thắng thành phố Dĩ An phát hiện hơn 1.200 bình chứa đầy khí N2O còn gọi là khí cười cùng nhiều máy móc thiết bị dùng cho việc sang chiết để đưa ra thị trường tiêu thụ tại các điểm ăn chơi ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Vũng Tàu. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ niêm phong toàn bộ số hàng để tiếp tục xác minh xử lý. 15 người vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C01 khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán. Cụ thể, 15 người bị khởi tố với cáo buộc giúp sức cho tổ giữa Israel và các nước Ả Rập. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam. Bộ trưởng An ninh Quốc gia. Đúng là Trần Văn Nét, mà thóc thì đúng là Trần Văn Thấp, mà thấp nhất cái quả đất này luôn. Chả qua ở đâu bán cái chiếc đài như thế này, radio nó hoạt động như thế, dễ dò sóng như thế mà lại chỉ có 150.000 đồng.
bóc tách ra 30.000 tiền thùng xốp, 20.000 cái dây nguồn là 50.000 đồng rồi nha. Hay là chỉ còn có 100.000 mà lại cái anten kia bán lúc nào được 50.000, thị trường có 50.000 cái đài này không đào đâu ra được. Chỉ có mua ở cái kênh YouTube của lão nông Chi Điền, Khang Audio 18 Bình Dương. Ô, xin phép dừng clip ở đây. Trân trọng cảm ơn các thượng đế. Chào thân ái. Xin chào.